Cách đây gần một năm, Trần Thu Hương sinh năm 2000, Nam Định, từng gây bão với nick Name Cô Dâu 200 cây vàng. Chẳng là đám cưới siêu hoàng tráng của cô nàng đã khiến dân tình lóa mắt trên mọi phương diện. Địa điểm tổ chức đám cưới là tòa lâu đài 7 tầng, rước dâu bằng vàng siêu xe, không gian tiệc cưới như cổ tích, cô dâu xinh xắn thì vàng treo trĩu cổ. Xuất thân từ một gia đình giàu có còn bản thân lại xinh đẹp, nói cô nàng sinh ra đã ở giặc đích cũng chẳng có gì sai cả. Đám cưới của Thu Hương từng gây bão cách đây gần một năm. Bẵng đi một thời gian, Thu Hương đã khoa khéo chuyện mình có em bé đúng dịp 20/10 vừa qua. Cũng kể từ đó, mẹ bầu chăm chỉ chia sẻ ảnh bầu bí của mình hơn. Mới đây, Thu Hương còn đăng ảnh diện bikini được chồng chụp cho trong chuyến đi du Vũng Tàu. Không khó để nhận thấy nhan sắc cô dâu 200 cây vàng vẫn cực kỳ tươi tắn, bất chấp bụng bầu vượt mặt. Đang ở những tháng cuối thai kỳ nhưng chân tay của Thu Hương nhỏ gọn, làn da căng miệng và đầy sức sống. Bầu bí mà vẫn gọn gàng, tươi tắn thế này thì ai mà chơi lại Thu Hương đây? Ngay khi bức ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng gửi lời khen ngợi, chúc mừng đến bà mẹ trẻ. Về phần mình, Thu Hương cũng tiết lộ mình đang mang thai con gái đầu lòng. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, chúc mừng đôi vợ chồng trẻ nhé.